Nhóc tỷ Phoebus làm việc thiện từ bé, ái nữ trăn trân thừa hưởng tính tốt từ mẹ. Bánh gạo nhà Thủy Tiên để phép biếu tiền người già. Bé kiến lửa, con gái trang trần. Trang Trần và chồng Việt Kiều Louis Trần đến với nhau nhờ những chuyến từ thiện. Cặp đôi có một cô con gái tên là Kiến Lửa, không chỉ chăm giúp người nghèo khổ mà nữ siêu mẫu cũng thường xuyên dạy ái nữ cách yêu thương và chia sẻ cho người khác. Được biết chân dài 8X từng chia sẻ hình ảnh con gái tặng quà cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên trang cá nhân. Hơn nữa khoảnh khắc chân thành đầy ấm áp của cô nhóc đã khiến cư dân mạng không khỏi xúc động. Không những thế, Kiến Lửa còn được mẹ rèn giũa tính hay giúp đỡ cộng đồng từ rất bé. Trên trang cá nhân của mình, Trang Trần từng kể về việc con gái còn nhỏ nhưng đã biết làm từ thiện. Cụ thể, bé Kiến Lửa từng dùng tiền lì xì của mình để tặng lại cho các bạn hoặc các ông bà bán vé số người nghèo trên đường nhằm lan tỏa hơi ấm đến những số phận kém may mắn hơn. Bánh gạo, con gái Thủy Tiên. Trong cuộc sống hàng ngày, Thủy Tiên luôn dạy con phải có lòng nhân ái, phải biết chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn hơn. Tuy nhiên, thông qua những câu chuyện mà nữ ca sĩ chia sẻ, cũng cho thấy ái nữ càng lớn càng có tấm lòng nhân hậu như mẹ. Được biết Thủy Tiên và cựu cầu thủ Công Vinh có với nhau một tiểu công chúa có tên thường gọi là bé bánh gạo. Vì sợ cô bé bị ảnh hưởng bởi dư luận nên danh tính của ái nữ nhà giọng ca Ngôi Nhà Hạnh Phúc luôn được giấu kín. Nữ ca sĩ từng chia sẻ, khi đang cùng mẹ đi trên đường và thấy một bà cụ nghèo, bánh gạo đã nằng nặc xin bố cho xuống xe để hỏi thăm và chia sẻ với cụ. Đặc biệt, khi đưa chút tiền biếu cụ, cô bé đưa bằng hai tay và cúi người xuống. Hành động này của ái nữ khiến cho người hâm mộ không khỏi trầm trồ, ngợi khen cặp đôi đã dạy dỗ còn quá tốt. Lisa và Leon nhà Hà Hầu. Được biết, cặp đôi song sinh nhà Hà Hầu vừa có job đầu tiên khi cùng bố mẹ trong video quảng cáo của một thương hiệu sữa. Điều này khiến công chúng chú ý và trong đó có không ít ý kiến cho rằng việc để các bé đóng quảng cáo khi còn quá nhỏ tuổi là điều không nên. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã nhanh chóng tiết lộ rằng tiền cát xê của hai nhóc là để làm từ thiện. Cụ thể, Hồ Ngọc Hà bày tỏ mọi đứa trẻ có một cách sống tùy định hướng của cha mẹ nên mong mọi người bớt đánh giá và nhận xét. Nữ ca sĩ chia sẻ đã sử dụng tiền từ quảng cáo của con để giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn ở Thành phố Hồ Chí Minh trong mùa dịch. Những ngày qua, máy bao rau xuất cơm gửi vào bệnh viện là tiền trích từ quảng cáo của Lisa Leon. Vậy cũng đáng để vừa đi làm thêm mạnh dạn trước đám đông, vừa làm việc có ý nghĩa từ nhỏ cũng rất xứng đáng phải không? Giờ đây cặp song sinh Leon Lisa nhà Hồ Ngọc Hà và Kim Lý là các hot baby khi nhận được nhiều sự chú ý của người hâm mộ vì có nét bụ bặm đáng yêu và sở hữu một tài khoản Instagram riêng hơn nửa triệu lượt theo dõi, lượng tương tác lớn không kém cạnh gì người nổi tiếng. Kỳ Anh, con trai Lệ Quyên. Kỳ Anh tên thường gọi là Anthony, là con trai của Lệ Quyên và chồng cũ, đại gia Đức Huy. Quy tự của nữ hoàng phong trà được biết đến là một cậu bé hiểu chuyện từ sớm, thích làm những việc thiện nguyện vì cộng đồng. Đặc biệt, vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, cậu nhóc từng tặng bình oxy cho các bệnh nhân. Cụ thể, đại gia Đức Huy cũng đăng tải đoạn video ngắn, quay lại cảnh cậu quý tử đang cặm cụi dán những mảnh giấy ghi lời nhắn lên bình oxy trước khi gửi đến những nơi cần sử dụng. Mặc dù sinh ra trong gia đình giàu có, đích thị là thiếu gia đúng chuẩn, thế nhưng cậu bé đã được bố mẹ dạy dỗ rất tốt. Thậm chí từ nhỏ, Anthony đã có tấm lòng nhân ái, biết nghĩ đến người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình và chia sẻ với họ. Chưa kể thông qua những hành động đẹp của con trai, Lệ Quyên dù không để lại lời bình nhưng cũng âm thầm thả tim vào bài đăng như ủng hộ. Mặc dù còn rất bé nhưng nhiều nhóc tì của Phoebus đã có tinh thần từ thiện và muốn giúp đỡ những người khó khăn trong cộng đồng. Hành động của các cậu ấm cô chiêu dù rất đơn giản nhưng lại thể hiện được sự hiểu chuyện, biết quan tâm đến người xung quanh. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.